Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2016. Mở đầu phần tin, thưa quý vị, tôn trọng luật pháp trong vấn đề Biển Đông, nhân quyền và TPP là những chủ đề chính được đề cập trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày hôm qua 25 tháng 10 ở Washington, DC Phát biểu trong buổi họp báo ngắn trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng cả Mỹ và Việt Nam đều cam kết tôn trọng luật pháp đối với các vấn đề liên quan tranh chấp Biển Đông. Ông cũng cho biết hai bên sẽ bàn về vấn đề nhân quyền, quyền tự do lập hội của công nhân và cam kết của hai nước trong việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Đinh Thế Hình cũng lên tiếng cảm ơn lời mời của Bộ Ngoại giao và Chính phủ Mỹ dành cho ông và đoàn Việt Nam. Các ngợi ông John Kerry và những lãnh đạo Hoa Kỳ khác đã làm việc hết mình trong suốt nhiều thập kỷ qua để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tinh thần tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Bộ Thông tin Truyền thông hôm nay lên tiếng cảnh báo các phóng viên báo chí trong nước phải cẩn trọng khi viết về vấn đề nhân quyền. Phát biểu tại hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí định kỳ hàng tháng tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói rằng, nhân quyền là vấn đề hết sức nhạy cảm, thường xuyên bị thế lực thù địch, thế lực xấu lợi dụng để chống phá nhà nước. Vì vậy ông cảnh báo các nhà báo phải hết sức cẩn trọng khi đặt bút viết về nhân quyền. Ông Hoàng Vĩnh Bảo cũng lưu ý các phóng viên về những gì đang diễn ra ở Việt Nam như kỳ họp Quốc hội và ô nhiễm môi trường mà ông cho là những vấn đề có thể dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Quốc hội Việt Nam hiện đang nhóm họp dự định tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ thông qua một loạt các luật trong đó có luật về tôn giáo vốn đang bị nhiều lãnh đạo tôn giáo trong nước chỉ trích là không tôn trọng quyền tự do tôn giáo vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền trung việt nam trong thời gian vừa qua do chất thải từ nhà máy thép Sa cũng khiến nhiều người dân bức xúc và dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối cùng khiếu kiện chính phủ cho rằng người dân đã bị các thế lực thù địch kích động để tham gia các hoạt động mà họ gọi là gây rối tình hình an ninh trật tự. Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, Việt Nam phải trả nợ vốn vay hỗ trợ phát triển, gọi tắt là ODA. Mỗi năm khoảng 1 tỷ đô la, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đó là thông tin Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại thuộc Bộ Tài chính công bố vào chiều ngày 25 tháng 10 vừa qua. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, từ năm 2005 đến năm 2015, tổng số vốn ODA của Việt Nam đã ký kết khoảng 45 tỷ đô la, được dùng chủ yếu cho các lĩnh vực cân đối tài chính vĩ mô, phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và nông nghiệp. Ông cũng cho biết Việt Nam chưa được chuyên nghiệp như các nước khác, nên hàng năm vẫn phải dùng ngân sách nhà nước để trả nợ. Những năm gần đây, Việt Nam đã buộc phải vay mới trả cũ để đảm bảo cân đối trả nợ. Từ năm 2010, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình. Điều này đã khiến mức độ ưu đãi của các khoản vay cho Việt Nam đã giảm. Dự kiến đến tháng 7 năm sau, Việt Nam có thể sẽ không còn được vay theo điều kiện ODA mà phải chuyển sang sử dụng nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường nguồn vốn ODA đã vay sẽ chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất từ 2 đến 3,5%. Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Miến Điện mở cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc cho rằng binh sĩ Miến bắn chết người Hồi giáo Rohingya và nổi lửa đốt nhà của cộng đồng thiểu số này ở bang Rakhine, tại khu vực nằm sát biên giới với Bangladesh. Trong thông báo phổ biến hôm thứ Hai vừa rồi, báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Angel Kalamar viết rằng nhận được rất nhiều tin về chuyện binh sĩ Miến bắn chết người Rohingya và đốt nhà của họ, đòi hỏi chính phủ Miến phải mở cuộc điều tra cặn kẽ và nếu đúng phải đưa những binh sĩ phạm pháp ra xét xử. Thông cáo cũng nói rõ, mặc dù rất khó kiểm chứng những tin tức được cung cấp cho Liên Hiệp Quốc, nhưng tin do những người khác nhau nêu lên đều nói đến chuyện trong những cuộc tạo thanh binh sĩ miến tập hợp mọi người Rohingya và nổ súng giết họ. Hồi năm 2012, lực lượng an ninh Miến Điện xác nhận đã nổ súng giết ít nhất 32 người Hồi giáo Rohingya, nhưng giải thích rằng phải tự vệ vì bị những người này tấn công bằng võ lực. Và cuối cùng thưa quý vị, kết quả cuộc thăm dò được thực hiện ở Trung Quốc cho thấy hầu hết người dân Hoa Lục mong muốn ông Tổng Bí Thư Kim Chủ tịch nước Tập Cận Bình trở thành một đại lãnh tụ, chẳng khác gì vai trò của các đại lãnh tụ Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình cuộc thăm dò do tạp chí Nhân dân diễn đàn, một trong những tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện cho thấy người dân Hoa Lục tin tưởng vào tài năng lãnh đạo của ông Tập, ca ngợi ông là người thu phục cảm tình của tuyệt đại đa số đảng viên. Bài báo nói về cuộc thăm dò này có đoạn viết và cho chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn như sau. Chủ tịch Mao đã giúp người dân Trung Quốc vùng dậy, thoát khỏi cảnh đen tối. Lãnh tụ Đảng Tiểu Bình giúp Trung Quốc trở thành giàu có. Giờ đây, người dân Hoa Lục nhìn thấy rõ đất nước này phải trở thành hùng mạnh và mọi người đều trông chờ vào Tổng bí thư Tập Cận Bình. Tạp chí Nhân dân diễn đàn cho hay có 15.000 người được hỏi ý kiến, nhưng các nhà quan sát chính trị cho rằng điều quan trọng nhất là kết quả thăm dò được công bố vào lúc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Xem đây là dấu hiệu xác nhận ông Tập Cận Bình là người thật sự nắm mọi quyền hành. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do Trung Khang xin kính chào tạm biệt.